đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là coin 98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái fast free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ con 98 kế tiếp nữa chúng ta nhìn vào đây là cái tài liệu à, được chia sẻ bởi Willy Wu thì để hiểu đơn giản tài liệu này muốn nói cái gì đó thì các bạn sẽ thấy được à, bên dưới này đó là một cái chỉ số trung bình 7 ngày cho những cái địa chỉ ví mà lưu trữ dưới một BTC thì hiểu đơn giản William cũng chia sẻ đó là bên trên cái đường màu xanh đậm này là giá cả của BTC, bên dưới này đó là chỉ số trung bình của BTC mỗi 7 ngày cho những cái ví mà dưới một BTC, như là cái ví mà lưu trữ dưới 48.000 đô thì William cho đây là những nhà đầu tư riêng lẻ. Thì cái mà chúng ta thấy được là cái chỉ số này tăng lên có nghĩa là những cái địa chỉ ví trong thời gian một tuần qua trung bình á mà lưu trữ dưới một BTC tăng lên có nghĩa là dấu hiệu có nhiều nhà đầu tư riêng lẻ đang tích lũy thì lần trước đó chúng ta thấy dấu hiệu này đó là đã khoảng chừng là nhưng vào tạo điều này là khoảng chừng là tháng 3 năm 2020 lúc mà dịch bệnh mới vừa bùng nổ ở Hoa Kỳ và bây giờ chúng ta lại thấy một lần nữa chỉ số này tăng lên và trước đó chỉ số tăng lên dẫn đến một cái sự tăng giá cho BTC thì cái mà Willy Wu nói đây đó là chúng ta có thể đang thấy dấu hiệu là không chỉ là những cá voi gom hàng mà chúng ta thấy là cũng có những nhà đầu tư riêng lẻ như là Thuận và các bạn cũng đang có dấu hiệu là gom hàng tích lũy ở những cái mức giá như thế này. Nhưng mà có một điều khác mà mình cảm thấy là rất là thú vị được chia sẻ bởi Willy Wu đó. Willy Wu nói là cái thị trường downtrend thật sự đó, bear market, thị trường downtrend thật sự đó không phải xảy ra khi mà chúng ta có quá nhiều người bán mà thị trường downtrend thực sự xảy ra khi mà chúng ta không có đủ người mua có nghĩa là các bạn thấy là ngày nào tự nhiên của người bán cũng có người mua những người bán những người nào những người bán những người mà có thể là họ thấy giá xuống họ lo sợ họ bán hay là những cái thợ đào họ cũng có thể để bán một phần hàng ngày à, để có cái chi phí chi trả cho công việc đào của họ vân vân có nhiều lý do tại sao người ta bán nhưng mà ngược lại hàng ngày cũng có nhiều người người ta thu mua những người mà trung bình giá như thuận mà nhiều bạn hay là à, những người mà họ có nhu cầu và muốn tích lũy như là một cái tài sản lâu dài họ liên tục mua lúc nào thị trường cũng có sẵn một lực mua và một lực bán nhưng mà khi mà chúng ta thấy được là downtrend xảy ra Khi mà lực bán nó vẫn còn Nhưng mà những người mua lại trở thành những người bán Có nghĩa là các bạn thấy được là Những người mà trung bình giá hay là đã lưu trữ một thời gian rồi Bây giờ họ cảm thấy là giá tốt, giá cao Thì lúc đó họ lại đẩy bịch không của mình lên trên sàn để mà bán Rồi chúng ta thấy được là không những là lực bán tăng lên mà lực mua lại mất đi tại vì những người mà thường hay mua đã chuyển thành những người bán rồi đó chính là cái thời điểm mà chúng ta thực sự là có một cái thị trường downtrend. Nhưng mà nhìn riêng và chỉ số này thôi dựa theo Willy Woo thì không phải chúng ta vẫn thấy dấu hiệu là những nhà đầu tư liên lạc vẫn đang tích lũy ở những cái mức như thế này. Đó chính là điều được chia sẻ bởi Willy Woo. Kế tiếp đi, chúng ta hãy nói tới một số những thông tin. Thì trước hết nói về thông tin liên quan tới uh, Hoa Kỳ và một số thành phố thì các bạn thấy được là cái thông tin này là thị trưởng của thành phố Miami của tiểu bang Florida nói là bây giờ đó thị trường Francis Warren muốn là Florida trở thành một cái trọng điểm để mà đào btc thì các bạn cũng đã biết là cái sự yêu thích về bitcoin của Francis Warren như thế nào rồi ông ta là một những người, người mà rất là thích bitcoin và lấy cái lương của mình được trả bằng btc thì ông ta cũng nói khá nhiều nhưng mà thường nghĩ là nói tới nói lui thì cũng như vậy mà thôi Cũng như là các bạn thấy được là lại có thêm một cái người đang ra ứng cử cho quốc hội của Hoa Kỳ Đó chính là Morgan Harper Thì Morgan Harper 38 tuổi thì cũng có cái ý định là ủng hộ Bitcoin và đây là một người đến từ ohio thì các bạn thấy được là tại sao mà chúng ta lại gần đây thấy nhiều những cái thị trường những người mà lập pháp những người mà ra ứng cử lại ra ứng cử hay là những người đó lại quan tâm đến bịch khôi tại sao họ lại rảnh như vậy không phải đâu các bạn các bạn có đi ý giống như là từ khi mà chúng ta nghe nói tới Bitcoin khôi thì chúng ta bắt đầu thường thì ở hoa kỳ thì chúng biết rồi chứ bình thuận làm việc cho kpmg trước đây cho nên đi công tác ở nhiều nơi Uh, thì cũng đã biết uh, và ở khá nhiều nơi hoa kỳ nhưng mà những người mà không ở hoa kỳ đó thì lần đầu tiên các bạn nghe nói tới những thành phố như là uh, thành phố Tampa của Florida là khi nào lần đầu tiên các bạn nghe nói tới thành phố uh, Jackson uh, của Tennessee là khi nào các bạn thấy được là các bạn lần đầu tiên nghe nói tới tiểu bang Wyoming là khi nào các bạn đã thấy được cái sự lợi hại của BTC rồi các bạn thấy cộng đồng Bitcoin thì ở khắp nơi khi mà chúng ta thấy được là một trong những cái tiểu bang như là bây giờ các bạn thấy được là người này nói là cái vấn đề đó là bây giờ đó chúng ta thấy được là thị trường hầu như đã phân chia rồi các bạn thấy là Bắc Cali thì có những công ty như là Google những công ty công nghệ Seattle cũng vậy còn Nam Cali chúng ta có những cái công ty như là công ty bất động sản hay là chúng ta có những cái công ty liên quan tới ngành giải trí Hollywood vân vân chúng ta nói tới New York thì có nhiều ngân hàng hầu như là nước mỹ đã phân chia nơi nào có cái gì rồi nhưng mà đương nhiên phân chia không đều đặn có rất nhiều những thành phố không có công việc làm thì bây giờ đó morgan harper thì cũng đã nói lên được ít ra cô ta cũng nói rõ ràng hơn là thị trường của miami tại vì thị trường miami thì cứ muốn Dòng do nói là bitcoin là tương lai bitcoin phi tập trung cái đó thì cũng là tốt mà thôi nhưng mà tới cuối cùng đó thì tại sao một thị trường lại à, đánh đổi giống như là cái tiếng tâm của mình để mà ủng hộ bitcoin tại vì các bạn thấy được là bitcoin giá cả rất dao động khi mà giá cả tăng đó, thì các bạn thấy mọi người sẽ tôn sùng các bạn là một thị trường tốt nếu như mà giá cả mà xuống chúng ta vào mùa đông đó thì đây là một cái sự đánh đổi tại vì các bạn sẽ à, thấy được là đây là một cái, cái cuộc à, cá cược liên quan đến con đường chính trị của mình khi mà giá btc xuống thì có thể nhiều người sẽ không có vui đâu nhưng mà tại sao đi vậy? Tại vì nó rất rõ ràng là đây là một trong những cái công cụ thị trường crypto này có thể là một trong những cái mới xuất hiện mà những ai đó mà nắm bắt được đó là có thể là đem công an việc làm đến cho thành phố của họ, đem công an việc làm đến cho tiểu bang của họ, cho tiểu bang của họ có thêm thuế, cho tiểu bang của họ có một cái tiếng nói, tại vì bây giờ đó trong vòng hơn là 10 năm qua 20 năm qua, 30 năm qua hầu như đã phân chia rồi Có nhiều thành phố, nhiều tiểu bang Không có thể nắm bắt được một cơ hội nào hết Cho nên họ coi đây là một cái cơ hội Đó mới thực sự là lý do Điều kế tiếp, thì muốn chia sẻ với bạn Thì một lần nữa chúng ta lại nghe nói tới là công ty Tether Lại bị kiện Thì để hiểu một cách đơn giản hơn đó Là có một số người hợp lại Cứ nghĩ là đây là một cái vụ kiện tập thể đó Thì những người kiện đó, họ nạp đơn cho Thường nhớ là ở một thành phố ở tiểu bang new york nói là họ kiện tại vì trước đây họ bỏ tiền ra để mà min, có nghĩa là tạo đồng tether họ đưa tiền cho công ty tether à, để tạo đồng tether thì họ bỏ một đô để có được một, một đồng usdt nhưng mà bây giờ đó mới biết được là công ty tether mới chia sẻ công ty này đó là không có lưu giữ đúng một đô la cho một đồng tether mà họ lưu trữ một phần tiền mặt và một phần là tài sản cho nên là những cái người này nói nếu như mà biết trước họ sẽ không trả một đô la để mà tạo một đồng USDT vì lý do đó bây giờ họ nói là đây là một cái uh, vụ mà lừa đảo họ phải được bồi thường nhưng mà công ty Tether lại nói đây là một cái vụ kiện copy tại vì các bạn thấy là họ bị kiện hầu như là năm nào cũng nghe hai ba vụ tương tự họ nói là những người này là vô liêm sĩ và không đáng một satoshi tuy nhiên satoshi là đơn vị nhỏ nhất của bitcoin Điều kế tiếp đó, thường sẽ chia sẻ một số những thông tin liên quan tới một số những cái altcoin với các bạn. Nếu như các bạn là fan của Chainlink thì thông tin này đó là thông tin dành cho các bạn. Tại vì chúng ta có cái tài liệu ngày hôm nay là cái công ty AccuWeather, đây là một công ty mà cung cấp dữ liệu liên quan tới thời tiết. Họ sẽ kết nối với lại Channeling nên mà cung cấp những cái thông tin thời tiết cho cái mạng lưới Chainlink để họ có thể cung cấp cho những cái dự án mà kết hợp với họ Thì các bạn đã hiểu rồi Chainlink đó là một cái gọi là Oracle nghĩa là một cái trung tâm dữ liệu Thì những mà nào mà không rành á thì chúng ta thấy được là trong thế giới blockchain đó thì làm sao mà blockchain biết được bên ngoài blockchain chuyện đang xảy ra. Để hiểu đơn giản hơn đó các bạn, thường hay nói tới hợp đồng thông minh smart contracts. Thì khi mà các bạn có một cái hợp đồng thông minh như vậy đó, nếu như mà giả sử như là thường nói với các bạn là tuần cá cược với các bạn đi, ngày mai có mưa hay không, nếu như mà ngày mai không có mưa thì cái hợp đồng thông minh đó sẽ trả tiền cho Thuận, nếu như ngày mai mưa thì trả tiền cho bạn nhưng mà làm sao mà hợp đồng đã biết được ngày mai mưa hay không ngày mai đã đến nhưng mà làm sao họ biết được thì đương nhiên họ cần phải có thông tin dữ liệu bên ngoài đưa vào nhưng mà làm sao để có thể là biết được thông tin đó là có đáng tin cậy hay không và coi được cái phần phía tập trung đó chính là cái dự án của Chainlink đem thông tin bên ngoài vào trong blockchain và vì lý do đó rất nhiều những cái dự án kết nối với lại Chainlink để có thể là sử dụng những cái dữ liệu này thì hôm nay cái tài liệu là công ty AccuWeather đã kết hợp với lại Channing để họ cung cấp cái thông tin liên quan tới thời tiết cho dự án channeling này. Um, điều kế tiếp là liên quan tới Dose. Thì những mà nào mà theo dõi cũng đã biết là Dose có sự tăng trưởng cũng rất là nhanh và rất là mạnh. Hôm nay trong thời gian chỉ 6 phút thôi thì vốn hóa đã tăng 4,63 tỷ đô la. Và nếu như mà thuận nhớ không nhầm nữa hôm nay là đồng đô đã chở vô thấp 10 rồi các bạn thấy được Đồng đô bây giờ uh, là tăng 14,2% đang trong thấp 10 một lần nữa thì à, tại sao đồng đô sẽ tăng như vậy? thì à, để thường chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới công ty à, Tesla và đặc biệt là cái thuyết của Elon Musk. thì Elon Musk ngày hôm nay thuyết đó là công ty Tesla sẽ thử chấp nhận đồng đô cho một số những phụ phẩm xe như là quần áo có thương hiệu Tesla vân vân, một số điều mà các bạn có thể mua để vô xe đó. thì à, các bạn thấy là thường đó thì fan mua phụ phẩm để ủng hộ thương hiệu nên giá sẽ cao thị trường rất là nhiều chấp nhận thanh toán bằng đồng Doge đồ cũng là một cách để mà kéo thêm thu nhập từ những người mà yêu thích đồng Doge đồ. thì đây là cái thuyết của Elon Musk thì thường zoom ra để các bạn thấy rõ hơn và đây là cái ứng dụng Tesla mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn có biết là thường cũng sở hữu một chiếc xe Tesla thì cũng khá, khá là quen thuộc với là những cái phụ phẩm này giống như các bạn mua quần áo hay là mua những cái mà để lên xe như là các bạn nhìn thấy trên màn hình À, thì cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là thường những phụ phẩm này đó là công ty xe nào cũng có chứ không phải là Tesla và thường đó là những người mà là fan như các bạn là fan của Mercedes hay là các bạn là fan của Lexus hay là Ferrari thì các bạn sẽ bỏ tiền ra để mà mua tay các bạn muốn cho người ta biết các bạn là sở hữu cái sản phẩm đó hay là các bạn là rất tự hào về sản phẩm đó hay là các bạn rất thích sản phẩm đó hay bất cứ lý do gì nhưng mà thường là fan sẽ mua cho nên họ sẽ không tiếc gì mà bỏ ra 50 đô để mua một cái sweater từ Luxus hay là từ Ferrari đâu thì cũng tương tự họ sẽ bỏ nhiều tiền để mà mua những cái quần áo những cái phụ phẩm có cái thương hiệu Tesla nhưng mà cái con số người đó cũng có hạn và khi họ bán đó họ bán giá cao có nghĩa là những công ty này bán giá cao tại vì họ biết fan sẽ mua và chịu bỏ tiền nhưng mà bây giờ đó tại sao họ lại chấp nhận thanh toán bằng đồng Dogecoin. tại vì tôi nghĩ là công ty tesla đó khi mà elon musk à, muốn là thông qua cái phần này á thì có thể là nếu thuận thì thuận sẽ nói là cứ nhìn đi không có mấy người mà mua cái áo tesla này đâu à, nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ nếu như mà mở ra để chấp nhận đồng Doge. một đồng mà à, có cộng đồng cũng rất là mạnh thì cứ sẽ là những người nào mà fan của đồng đốt thì họ sẽ có thể là lấy đồng đó để mà đi mua chúng ta sẽ có thêm thu nhập tại vì bây giờ đó là không những là fan mua mà thêm đồng Doge cũng mua tại sao là đồng Doge mà không đồng khác thì các bạn cũng đã biết rồi tại vì Elon Musk rất là thích đồng Doge đó là lý do tại sao tại sao không phải là Bitcoin tôi nghĩ là cũng đơn giản thôi tại vì Elon Musk cũng đã nói rõ trong cái suy nghĩ của mình khi mà được phỏng vấn bởi tạp chí Time À, trở thành cái người có sức ảnh hưởng của năm 2021 này Thì trong cuộc phỏng vấn đó Elon Musk đã nói là đối với ông ta đó Thì chúng ta nói tới Bitcoin là một tài sản lưu trữ giá trị Còn đồng Dogecoin mới thực sự là một đồng Mà nên được sử dụng rộng rãi Và các bạn thấy đồng Doge đó là bây giờ không chỉ riêng là Elon Musk Mà ngay cả Mark Cuban cũng ủng hộ Và một số người khác cũng ủng hộ Cái mà tôi nhận ra ở đây đó Là rất rõ ràng các bạn thấy là Sau khi chúng ta nhìn à, những cái thông tin chúng ta thấy được những cái drama nhưng mà cái thật sự quan trọng ở đây đó là cái mà tôi nghĩ là mark cuban và elon musk đã bắt đầu chứng minh được là cái khái niệm thật sự tiền tệ là gì tiền chỉ là một cái khái niệm mà thôi tiền chỉ là một cái tiếng nói chung của mọi người mà thôi là một cái gì đó chúng ta dùng để mà trao đổi để mà lưu trữ cái công sức đi làm của mình tiền thật ra bất cứ cái gì mà chúng ta tin tưởng và nhiều người tin tưởng hai bên tin tưởng sử dụng cái đó thì có đó gọi là tiền cái đó là đồ score cũng được cái đó là đồng nào cũng được hết đó là điều mà À, đã từ từ rõ hơn đối với mọi người Về định nghĩa tiền Tiền không phải là chỉ là tiền pháp định Mà chúng ta thấy tiền là bất cứ cái gì mà chúng ta cho là có giá trị Và cả hai bên đồng ý để mà Đổi những cái công sức làm việc của mình Để lấy cái đó kế tiếp thì thông tin này là liên quan tới Solana Thường có một số những tài liệu liên quan tới Solana Thường muốn chia sẻ với các bạn Thì dựa theo cái Dex Radium Thì ngày hôm qua đó cũng có một cái sự cố Liên quan tới Solana Thường nghĩ là hình như là họ bị Tấn công DDoS hay gì đó trong thời gian đó đó thì đã làm cho cái số lượng giao dịch trên mạng lưới của Solana đã bị giảm xuống rất là nhiều nhưng mà mọi chuyện cũng đã trở lên bình thường thì đối với một cái blockchain các bạn thấy được là mỗi lần mà chúng ta thấy blockchain mới đầy hứa hẹn hay là các bạn thấy được là một cái blockchain mà giá cái đang tăng đó thì mọi người sẽ ao ạt đổ vào và sẽ có những người nói là đây là một blockchain tương lai khác với một blockchain khác nhưng mà trên căn bản các bạn thấy được là mọi blockchain đều có cái điểm mạnh và điểm yếu không có blockchain nào là hoàn toàn hoàn hảo hết và đương nhiên càng ngày thì càng có sự thay đổi tốt hơn cho những cái blockchain này nhưng mà trên thực tế bây giờ chưa có một blockchain nào gọi là hoàn hảo hết nhưng mà ít ra chúng ta cũng bắt đầu có một số những blockchain mà thường cảm thấy là được nhiều bạn yêu thích như là Solana, Ethereum, à, trong đó chúng ta cũng có là Cardano, chúng ta cũng có Polkadot, vân vân. Nói tới lại Solana đó thì chúng ta cũng có thêm một số thông tin nữa đó chính là cây quỹ đầu tư Solana Ventures cùng với cái công ty game là Forty và chúng ta cũng có cái công ty đó chính là một công ty đầu tư Griffin Gaming Partners thì ba công ty này hợp lại đó họ đã có một quyết định là họ sẽ đẩy vào trong cái hệ sinh thái của Solana 150 triệu đô. 150 triệu đô đi làm gì để cho họ hỗ trợ những công ty mà muốn gây dựng game ở trên mạng lưới của Solana cho được là Solana đang đẩy mạnh về cái phương diện game file và không những như vậy các bạn thì được là cái phần liên quan tới NFT của Solana thì vẫn đang tiếp tục phát triển thông tin là các bạn thấy được là người đồng sáng lập ra công ty Twitch Justin can cũng đã đang xây dựng một thị trường NFT gọi là Fractal ở trên Solana. Thì đây là cái hình ảnh của Fractal ở trên mạng lưới Solana. Và không chỉ như vậy mà các bạn thấy được là NFT đã ngày lại càng trở thành một phần rất lớn trong thị trường này. Chúng ta thấy được là Coinbase không phải là sàn Coinbase mà cái ví Coinbase đã tích hợp để có thể có được NFT nhưng mà nào mà sử dụng cái chương trình duyệt đó mà các bạn có thể là tải cái ví Coinbase lên trên chương trình duyệt các bạn đã có thể là xem NFT của mình rồi Thông tin kế tiếp là một thông tin liên quan như thế nào mà yêu thích Polygon thì Polygon đã thông báo đó là họ đang suy nghĩ để mà thử nghiệm trong cái update kế tiếp đó là Mumbai Testnet mạng lưới thử nghiệm Mumbai này họ sẽ thử nghiệm một cái chế độ đốt đồng tương tự như là EIP 1559 của Ethereum. Đây là cái chế độ mà các bạn thấy được đã khiến cho cái số lượng Ethereum ra đời đó cái phần trăm lạm phát giảm đi rất là nhiều. Để hiểu đơn giản hơn một tháng qua đã giảm 76% rồi. Cái số lượng Ether ra đời đã giảm 76%. Các bạn thì được là tại vì rất nhiều người sử dụng Ethereum, mỗi lần mà một cái token trên mạng lưới Ethereum hay là Ethereum di chuyển đó thì một phần cái phí gia sẽ bị đốt đi. Bây giờ Polygon cũng muốn có một cái tương tự như vậy, nghĩa là khi mà sử dụng Polygon thì một phần phí sẽ bị đốt đi. Chúng ta tiếp tục chờ đợi để xem như thế nào, nhưng mà đây là thông tin mà những thế nào mà yêu thích Polygon thì nghĩa là cũng sẽ thích cái thông tin này. Kế tiếp thì chúng ta lại nghe thêm một cái thông tin nữa là một cái DEX, một cái sàn phi tập trung ở trên Cardano là ADA Swap uh, sẽ ra mắt uh, GameFi DEX và bây giờ họ sẽ bắt đầu là mở bán cái token thì đây là tâm chủ yếu là liên quan tới cái uh, token sale này mà thôi nhưng mà cái mà thường muốn nghĩ đến là bây giờ đó thì Sunday Swap tới đâu rồi các bạn thì được là bây giờ uh, Sunday Swap đã sẵn sàng ra mắt hay là chưa cái mà Cardano đang chờ đợi bây giờ là một cái DEX hoàn chỉnh tại vì hệ sinh thái sẽ bắt đầu từ một cái DEX chúng ta thấy được là bây giờ vẫn chưa có cho nên chúng ta vẫn chưa thấy cái sự bùng nổ về những dự án trên Cardano nhưng mà dựa theo cái twitter của Sunday Swap đó họ vẫn đang tiếp tục là thử nghiệm và cái uh, thời gian thì nhớ là cái đây một tuần chủ nhật khi mà họ ra cái uh, phiên bản thử nghiệm đó thì cũng có một số những cái góp ý một số những cái lỗi họ đã tìm được và họ đã À, và đang xử lý thì theo cái Twitter này bây giờ chúng ta cũng không thấy có thêm bất cứ một cái lỗi nào có nghĩa là ngoại trừ cái thông tin mà thôi thường cảm thấy được đây là có thể là cơ hội cao là cái DEX hoàn chỉnh đầu tiên của Cardano khi mà họ thử nghiệm xong bây giờ chưa thấy có bất cứ thêm một lỗi gì cũng là Cardano thì chúng ta thấy được là có một cái thông tin được chia sẻ bởi coinmetrics mà thường cũng đã chia sẻ trên những mạng xã hội với các bạn thông tin này nói đó là bây giờ 10% của địa chỉ giàu nhất của Cardano kiểm soát 94% tổng nguồn cung lưu hành của Cardano có nghĩa là kiểm soát 31 tỷ ADA trong số 33,43 tỷ đang lưu hành hiện bây giờ đây là cái số lượng uh, mà được chia sẻ bởi CoinMetrics có nghĩa là 10% địa chỉ ví đang lưu trữ 94% của tất cả Cardano có nghĩa là cái sự lưu trữ khá là tập trung hiện bây giờ thì đương nhiên cái thông tin này đó là không có chia ra là có thể là nhiều ví đó là nhiều ví của uh, những cái uh, sàn lớn cũng có thể Nhưng mà cái mà Thụ muốn chia sẻ bạn con số này Thì nó cũng cao hơn là một số những cái uh, uh, tài liệu khác Chúng ta thường hay xem Nhưng mà cũng không có cao lắm đâu Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào Bitcoin đi Thì uh, đi là cái trang web gọi là Bitcoin risk List Những cái địa chỉ ví mà lưu trữ nhiều Bitcoin nhất Thì các bạn thấy là cái hàng này đó Đó là cái phần trăm của địa chỉ ví uh, Các bạn thấy được là cộng lại 0.04 với 0.01 Thì hiểu đơn giản là 0.05 phần trăm của địa chỉ ví của BTC lưu trữ tổng cộng là 62,8% của Bitcoin thì con số này là con số rất là nhỏ 0,05% lưu trữ 21% của tất cả Bitcoin nhưng mà các bạn cũng nên hiểu là có rất nhiều sàn cho nên cái số lượng ví này cũng tính luôn những cái ví của sàn nhưng mà con số này thì vẫn thấp hơn là Cardano À, và chúng ta thấy được là nhìn vào Ethereum đó, thì à, dựa theo trang web này clangapp.com Thì theo trang web này á, thì chúng ta thấy được là cái số lượng địa chỉ ví mà lưu trữ Ethereum đó Thì à, thật sự là không có nhiều như là chúng ta nói thì Bitcoin, Cardano Nó giống như là tiêu trung chung hơn Chúng ta thấy được là địa chỉ ví đó, nó không thống kê tổng hợp Nhưng mà các bạn đang thấy là cái ví lưu trữ nhiều nhất là lưu trữ 7% của Ethereum Kế đó là 6% của Ethereum À, kế đó nữa là chúng ta thấy được là 1,7% Thì nó phi được chung hơn Và cuối cùng chúng ta nhìn vào BNB đi Đồng Binance như thế nào Đồng Binance thì như thường đọc à, Theo cái tài liệu này đó là 100 địa chỉ ví lớn nhất của BNB Lưu trữ 52% của tổng số đồng Thì cái mà thường muốn chia sẻ ở đây đó Là một số lượng nhỏ địa chỉ ví lưu trữ số lượng đồng Cũng không có phải là một chuyện mà chúng ta chưa từng gặp à, Cũng giống như là trong thị trường tài chính Các bạn thấy là phần trăm số lượng người thấp lưu trữ phần lớn số lượng tài sản của thế giới hiện bây giờ nhưng mà đối với Cardano thì có thể là con số này thì thường mình cảm thấy là nó cũng hơi cao cao hơn là khi chúng ta nhìn vào Bitcoin chúng ta nhìn vào Ethereum hay là chúng ta nhìn vào BNB các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới cái video này và đây là tất cả những cái thông tin mà thường muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và những người nào mà có hứng thú đó thì đây là những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital. Trong đó chúng ta có những cái sàn giao dịch như là các bạn có thể nhận được giảm 20% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance thông link của Thuận Capital. Hay là các bạn có thể nhận được những cái bonus đến những sàn như là sàn Fashion Moon XBT hay là các bạn có thể nhận được bonus đến từ sàn Bybit. Và đặc biệt Sàn MoonXBT và sàn Bybit các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng ở trên màn hình để có thể đăng ký group tin hiệu truyền miễn phí. Cũng như là những cái bonus khác đến từ sàn MarginFX hay là các bạn có thể tìm hiểu sàn FTX bây giờ cũng có cái link là giảm 5% cái phí giao dịch khi mà các bạn tham gia thông qua liên Thuận Capital. Như bên nào mà sống ở Hoa Kỳ đều có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Và như bên nào mà muốn tìm hiểu những cái ứng dụng landing lấy lại đó có thể tìm hiểu những ứng dụng như là BlockFi hay là Nexo như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Và đương nhiên Tiếp tục hoàn đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.